Và bây giờ chúng ta đến với trận đấu thứ tư của bảng D. Kiên Guzzi, một trong những cầu thủ mà thi đấu kỳ mang lại rất nhiều cảm xúc cho Đỗ Nguyên Thanh. Bên kia là Quang Vũ, một tài năng trẻ đến từ Chương Mỹ. Và điểm đầu tiên của trận đấu thứ tư đã thuộc về Quang Vũ, 1-0. Mình rất thích những pha đặt bóng kỹ thuật của Kiên Guzzi anh em nhé. Còn lần này thì bóng ngoài sân rồi, điểm bóng cho Kiên Guzzi 1-1. Thành công tốt đẹp ạ. Ok, cảm ơn Phạm Thanh Tâm nhá. Chúc Thanh Tâm sức khỏe và luôn bình an tại đất nước mọc trời mọc nha. Bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Kiên Guzzi 2-1. Vâng, rất nhiều anh em Minh Hải Anh và anh em Sông Lô đã chúc mừng anh em Sông Lô. Vâng, anh em Sông Lô đã có 2 trận thắng đầu tiên. Anh em nào mà biết về người em Kiên Chuột tại gần sân Cà Phê Mộc ấy thì bảo khả năng tới đây anh Thanh sẽ tổ chức giải U40. Em Kiên hình như sinh năm 83, 82 gì đấy, hay 81 đấy. Khả năng cũng là một ứng cử viên đến từ Sông Lô. U40 toàn quốc giải kỳ như này anh em nhé. Vâng, pha đặt kỹ thuật nhưng rất tiếc bóng lại ra ngoài. 4-1 cho Kiên Guzzi rồi. Bùi Danh Tâm, em muốn đặt một đôi giày ạ. Ok, em nhắn tin thẳng vào fanpage này em nhé. Bóng chuyền HD Line, giày khẳng định với em thì so với giá tiền bỏ ra thì nó quá chất lượng. Khánh Super còn tuyên bố là không đôi giày nào đi được quá 2 tháng từ trước đến giờ. Tại vì Khánh ngày nào 7-8 xét kỳ để cày, nhưng mà đi đôi giày sói đầu đàn của VSD đã 2 tháng rồi. Hôm qua mình kiểm tra là chưa ăn thua gì, vẫn phanh ABS kít. Và một điểm nữa cho Kiên Guzzi 5-2. Khoảng cách đã là 3 điểm. Bên kia là Quang Vũ, đồng hương của Vũ Tùng, cặp đôi đến từ Chương Mỹ. Bùi Thanh Tâm nhắn luôn vào đây à anh? Đúng rồi, em ơi, nhắn luôn vào đây cho anh. Em thích dùng Facebook thì em nhắn luôn vào đây, còn em dùng Zalo thì là số 0989202928 trên màn hình kia em nhé. Và một điểm nữa cho Kiên Guzzi đến từ Yên Nam Định, 6-2, khoảng cách là 4 điểm. Cũng lại là một bất lợi nữa cho Quang Vũ anh em nhá. Lý do là Kiên Guzzi đã đến đánh rất nhiều kèo tại Chảo Lửa VSD thì có gì đấy cũng rất quen sân bãi. Còn Quang Vũ thì hôm nay là lần đầu tiên đến với Chảo Lửa. Vâng, đá bóng cũng rất khó của Kiên Guzzi đến từ Yên Nam Định. Bóng ngoài sân, điểm bóng cho Quang Vũ 3-6. Ngoài những phong cách thi đấu hài hòa, có gì đấy rất kỹ thuật như kiểu hào hoa nữa của Kiên Guzzi thì cái team của anh em Yên Nam Định đến với Chảo Lửa là một trong những team mà chơi đẹp nhất nhá. Tất cả các team đến thì chơi rất là đẹp, nhưng mà team của Yên Nam Định là một trong số ít những team là có phong cách chơi đẹp nhất, từ chơi bóng cho đến chơi ở trên quán nhậu anh em nhé. Rất nhiệt tình. Chảo Lửa thì cũng đón nhận rất nhiều team, trong đó có cả những team như là PHD. Và một điểm nữa cho Quang Vũ, 5-6. Quang Vũ ghi liền 3 điểm sau khi để Kiên Guzzi dẫn 6-2. Và sang sân bên kia, bóng ngoài sân rồi, 6-6. Sang sân bên kia thì Kiên Guzzi có gì đấy đang cảm thấy là bị ngược nắng. Và Quang Vũ đã tranh thủ thời cơ ghi liền 4 điểm, từ 2-6 và bây giờ là 6-6. Cũng có thể là Quang Vũ bắt đầu quen với sân bãi rồi. Quang Vũ thì có tuổi trẻ hơn Kiên Guzzi, nhanh nhẹn hơn, nhưng mà Kiên Guzzi thì kinh nghiệm và kỹ thuật. Vâng, tưởng là đặt sâu nhưng một pha đặt rất kỹ thuật, không mất sức. 7-6. Ok, những pha đặt như vừa rồi của Kiên Guzzi là mình thấy cực kỳ tự tin bởi kỹ thuật là chính anh em nhé. Khoảng cách bây giờ chỉ là 1 điểm thôi. Hôm qua có rất nhiều anh em gọi điện đến, đặc biệt là anh em ở Lập Thạch, ở Vĩnh Phúc, rồi Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, rồi Thanh Hóa gọi ra bảo muốn mình tổ chức cái giải U40. Và phát bóng vừa rồi của Kiên Guzzi bóng ra ngoài, điểm bóng cho Quang Vũ 7-7. Nếu mà anh em cứ hết sức bình tĩnh, điểm bóng 7-7. Còi này còi hơi xịn nên phải biết thổi đấy. Rồi ok, còi xịn luôn anh em. Còi này được anh Hoàng Đức Nghĩa, trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tặng.
Ở VSD cũng nhiều đồ tặng lắm anh em ạ. Vâng, pha giật bóng vừa rồi của Quang Vũ, bóng ngoài sân, điểm bóng được Kiên Cu Xì 87. Lưới cũng được tặng, banner cũng được tặng, còi cũng được tặng. Em bỏ cái chân ở vạch ra. Bóng ngoài sân, một điểm nữa cho Kiên Cu Xì 97, sau khi Kiên Cu Xì đã được một người đồng đội từ team của mình đầu tư cho chiếc mũ đội đỡ chói thì đã ghi liền 3 điểm. 17 cho Kiên Cu Xì. Từ 7 đều và bây giờ là 17 rồi. Vâng, pha giật bóng chạm cọc giới hạn. 80. Đàn hội ở đây kiếm được một kèo số 1. Mọi người hay comment với cả nhắn tin đến cho mình là muốn đôi công với muốn kèo nọ ngoài kia. Ngoài 20 phân. 90 cho Quang Vũ. Anh em thông cảm nhá. Thứ nhất là dây này rung thì rất nhiều anh em ở sân biết. Ngoài trọng tài chính Jin Tây thì còn trọng tài 2 Lê Gia Thụ, trọng tài Bàn Đức Công Tử và trọng tài VAR Đỗ Nguyên Thanh anh em nhé. Ngoài ra thì bốn góc cũng rất nhiều trọng tài và hàng 6. Trong sân rất nhiều. Kết thúc 12-9 trong trận đấu thứ tư, cũng là trận đấu đầu tiên của bảng D. Kiên Cu Xì đã có chiến thắng trước Quang Vũ. Xin chúc mừng Kiên Cu Xì, một chàng trai hào hoa đến từ Ý Yên Nam Định đã có chiến thắng trước Quang Vũ đến từ Chương Mỹ Hà Nội. Với tỷ số 12-9, hai đội vào ký biên bản.